Mặc dù các ngành chức năng đã khuyến cáo và yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và nơi đông người, tuy nhiên một bộ phận người dân ý thức phòng dịch chưa cao, nhất là khi đi chợ. Tại một số chợ chiều trên địa bàn huyện Kim Động như chợ Tiên Cầu xã Hiệp Cường, chợ Ngàng thị trấn Lương Bằng, chợ Cầu Si xã Đồng Thanh vẫn có rất nhiều người, gồm cả người bán lẫn người mua không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, vô tư trao đổi mua bán. Trong khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì tình trạng không đeo khẩu trang nơi đông người có nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng. Chính vì thế, chính quyền địa phương và ban quản lý các chợ cần đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đến chợ mua bán.